Trời, nhìn tụi mình chán chết đi được. Chán dã man. Wow, khoan, xem có chuyện gì này. Quá trời màu luôn. Và thẳng mặt tớ chứ. Ý, vẫn còn nữa này. Màu xanh dương. Wow, cái quái gì vậy nhỉ? Tuyệt vời ông mặt trời. Giờ người tụi mình toàn màu luôn rồi. Trận này đá hay nhở. Khó muốn chốt. Tớ mệt bở hơi tai này. Đội bên ấy chơi ổn phết, nhưng đội mình hay hơn. Chuẩn rồi. Cậu có thấy cú đá của tớ không? Làm gì vậy bố ơi? Tớ không thể gỡ dây ra khỏi tóc được. Áo! Tớ kéo đứt cả tóc luôn. Chắc chắn là sẽ đau lắm. Wow, từ từ. Thử dầu dừa xem nào. Hiệu quả lắm đấy. Ừ, để tớ thử. Tớ sẽ nhỏ vài giọt lên dây chun và nhẹ nhàng kéo nó xuống. Đấy, thấy không? Trôi tuột ra dễ dàng. Và tóc tớ vừa mềm vừa thơm nức luôn. Cứ như dầu xả ấy. À, đừng quên cái này nhé. Ok, tớ về đây. Bye bye. Bye Sophia. Wow. Chắc là đau lắm. Cậu có muốn tớ gọi xe cứu thương không? Tớ không sao. Tớ chỉ cần nằm đây một chút thôi. Chuẩn bị đi tiệc là cả một quá trình tỉ mỉ đó. Và bạn lúc nào cũng phải thơm như hoa luôn. Mưa hay sao vậy? Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phấn phủ xịn xò này. Sao quá trời phấn vậy hả? Cậu cần bao nhiêu phần mới đủ cho Katie? À, thử thách 100 lớp sao? Mọi chuyện sẽ điên rồ lắm đây. Nếu cô ấy chỉ mới lên máy bay. Hả? Trời, mong là em đã chuẩn bị xong. Tối nay mình có hẹn à? Nhưng đống này, Adam không thể thấy cái chuồng lợn này được. Bật chế độ dọn dẹp khẩn cấp thôi. Gần xong rồi, bụi biến đi. Em mới làm gì mà lâu dữ. Whoops. Tạ ơn trời, này tóc mình đẹp. Em đến đây. Adam ơi, về nhà đi. Em cứ ngồi chờ anh mãi. Mình có thể uống gì đó và nói chuyện. Thôi, chắc anh phải về rồi. Anh về nhá. Cảm ơn anh đã tới. Bye bye anh nhé. Nhà xinh lắm. Căng thẳng hết sức. Về lại sofa nào. Tiếp tục nào. Cày phim thôi cả nhà ơi. Ôi, đã quá đi mất. Úp gì mình có móng dài. Nhưng mình không đợi cho nó mọc được. Biết rồi, cọ trang điểm này sẽ có ích đây. Lấy một ít lông trên cọ. Sau đó đặt nó lên móng tay. Quét sơn bóng lên lớp lông. Tạo thành hình đầu nhọn. Làm mịn và đánh bóng. Sau đó quét thêm một lớp sơn nữa lên. Wow, nhìn đẹp quá. Bánh và nến. Chắc con bé sẽ vui lắm. Không tin nổi là mình làm chuyện này. Yeah, bánh sinh nhật. Để cháu ước cái đã. Chúc mừng sinh nhật, bla bla bla. Thôi, có lòng là được rồi, chắc vậy. Ok, vậy là xong phần của tôi rồi. Việc mình cần làm. Vô lý thật đấy. Chả giống như ngày xưa. Ok, để xem có gì ở đây nào. Có vẻ ổn thôi. Nhưng sao mình cứ thấy sai sai. Hay là mở ra xem sao. Để xem chúng ta có gì. Gấu teddy. Cũng dễ thương đấy. Và là mình tức điên. Cho cháu hả? Chú mở quà của cháu đấy à? Quá đáng thế. Mềm quá. Nhìn là muốn ôm liền. Cuối cùng mình cũng có bạn. Gì đây? Không phải của mình. Wow, ấy có hàng lông mi đẹp quá. Khoan, sinh nhật tuyệt quá. Cảm giác thích quá. Và giờ là nốt cái còn lại nào. Trông khác biệt hẳn luôn. Xinh ghê. Cậu bị sao thế Kylie? Phải chụp lại mới được.
hoàn hảo thế này được cơ chứ. Chờ đã, mình đợi cái mặt thấy ghê này mãi luôn. Dính nè, để xem nào. Cậu ấy ăn ảnh quá vậy trời, dù ngoài đời trông như bà hâm ý. Lần này chắc chắn được cho xem. Không, vẫn xinh cực. 100 lớp trang điểm sẽ ngự lên khuôn mặt này. Lớp đầu tiên nào. Vâng, các lỗ chân lông đều đã được che lại. Mong là món đó không quá đắt, vì cậu sẽ phải mua thêm sau trận này đấy. Giờ đến môi nào. Nhìn cái lớp son ấy dày lên kìa cả nhà. Và chúng ta còn cả chục lớp nữa. Mặt tớ đang cứng đơ luôn này. Thôi được rồi, sơn lên mặt luôn cho nhanh. Càng ngày càng giống mấy chú hề hơn. Và tớ càng tô son thì đầu tớ càng choáng hơn. Ý trời, nhầm to rồi. Chỉ cần 20 lớp nữa thôi là xong rồi. Bao giờ mới kết thúc vậy nè. Tớ còn chẳng cảm nhận được da của tớ nữa. Khiếp, mặt cậu đang nứt ra kìa. Julie ơi. Wow, cứ như là cậu mới đắp lên một lớp da khác ý. Cười thật tươi với các bạn đã đăng ký kênh nè. Gì vậy trời, cậu biết phép thuật sửa ảnh hay gì vậy? Hay tết. Xem này bố ơi. Yeah. Cậu in hình ở đâu vậy? Trông giống hệt anh ấy. Khoan, tớ có ý hay lắm. Ta-da. Trời luôn. Liệu Ava có đủ chỗ cho tất cả không? Wow. Cái này thì sao? Và bắt đầu từ mặt hả? Táo bạo đó. Những các hình xăm này đều dễ thương. Xin chào. Hay lắm. Tiếp tục nào cả nhà ơi. Gần xong rồi đó. Còn vài cái nữa thôi. Mấy nàng ơi. Thôi lát tôi quay lại. Kệ ông ấy đi. Chúng ta sắp hoàn thành rồi đó. Ui xinh quá. Wow, nhìn vui nhộn ghê. Nhưng sao chỉ dán trên mặt chứ? Ba hình nữa. Chà, thế là xong. Phew, cũng hơi mất công đấy. Nhưng giờ tớ giống một ca sĩ rock thực thụ. Cậu thấy sao? Nào. Cậu điên à Kate? Hey Gina, nhìn bộ đồ của tớ này, dễ thương đúng không? Yeah, rất đẹp luôn. Nhân tiện thì đi bộ tới đây làm tớ đói quá. Sao, có gì hot để tám không? Yeah. Ôi trời ơi, nhìn cái ví này nè. Và cái này nữa. Ôi không, váy của mình. Mình bị đổ đầy trà rồi. Sao cậu lại vụng về như vậy chứ? Xin lỗi. Để tớ giúp. Hôm nay mình đụng đầu hư đó. Đây. Sao cơ? Cảm ơn, chắc là thế. Đợi chút. Biết rồi. Gì vậy? Đưa tớ cái váy của cậu. Được thôi, nếu cậu muốn. Xem phép màu này. Để nó vào trong chậu với thật nhiều túi trà. Sau đó đổ nước nóng vào. Thấy trà loang màu ra chưa? Hãy đảm bảo là nó ngập hoàn toàn trong nước. Và để yên trong một ngày. Vậy là bạn đã có một chiếc váy mới. Cậu nghĩ sao? Đây này,
nó còn dễ thương hơn trước nữa. Wow, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Mình đến đây. Wow, ôi không, mình mê vẽ lắm, thật yên bình và thư giãn. Tiếp theo là màu hồng nhạt. Màu này đẹp ghê. Hình như có người nhắn tin cho mình. Xem nào. Tiệc cầu vồng á? Đi quẩy thế nào? Tuyệt vời. Ok, phải tìm được đồ phù hợp mới được. Úi, cọ sơn. Được rồi, xem tủ quần áo có gì nào. À, chán như con rán, chẳng có màu nào cả. Chà, thế giờ mình phải làm gì cơ chứ? Mình cần sắc cầu vồng. Khoan đã, sơn của mình siêu nhiều màu luôn. Chắc chắn là dùng được sơn rồi. Mình đúng là thiên tài. Được rồi, không khí cầu vồng tràn ngập. Mình sẽ cần sơn và cọ vẽ nữa nè. Dùng cọ lấy cả hai màu cùng lúc luôn. Giờ thì tô lên mắt của mình nào. Đổi sang màu khác và tô ngay bên dưới mắt nhé. Hết sảy con nhà bà Bảy. Nhưng đây là tiệc cầu vồng mà. Mình cần thêm màu. Mình cần cọ to hơn cho phần này. Ok, sau khi dùng cọ lấy màu thì ta sẽ tô màu thôi. Vẽ thôi nào, một đường trên môi này. Ok, bước tiếp theo là đến mascara. Vui ghê. Phải chuột kỹ cho lông mi nhuộm đều màu nè. Đúng rồi, mình cần tô màu lông mày nữa. Màu cam này. Lại còn tạo dáng mày nữa. Màu lên đỉnh chưa? Sắp xong rồi, thêm một chút thôi. Xong, giờ thì thêm một xíu nữa. Ôi trời đất, tàn nhang màu xanh dương xinh xỉu luôn. Ước gì lúc nào mình cũng có những nốt nhỏ xinh dễ thương này. Ok, cuối cùng cũng hoàn thiện màn trang điểm cầu vồng. Á, à, gì vậy? Sao đèn quá trời vậy? Wow, là bữa tiệc cầu vồng. Cháy quá. Wow, cậu trang điểm đỉnh quá. Cậu tự làm đấy á? Vui lắm đấy. Rất hợp với bữa tiệc cầu vồng. Ngải dưa hấu ơi, ngải thật thơm ngon. Mệt muốn xỉu. Chào em bé. Hi, em đang chơi với... Sao lại hết như gặp ma thế? Không không không, nhìn mặt mình kìa, khủng khiếp mà ơi. Cái gương trông chị như quái vật đấy. Đỡ nè. Xem em làm gì đây này. Nó là cái cây chị thích nhất đấy. Chị nội, chị dọa em à, em chuồn đây. Trời đấy, nó bày bừa mà mình phải dọn mới ghê chứ. Mới sáng sớm nhảy ra đã gặp quả tạ. Mà khoan đã, đây là cây lô hội. Nó có thể xử lý làn da khủng khiếp của mình á. Ok, mình sẽ chỉ cần tách lá của lô hội ra. Sau đó lấy phần thịt lô hội nè. Cho vào máy xay thôi. Giờ thì xay nào. Nhìn cho lô hội dính dính sệt sệt kìa. Giờ lại còn sủi bọt nữa chứ. Ngon lành, thế cũng đủ lâu rồi đấy. Và giờ mình sẽ đổ ra một cái bát. Lấy một viên mặt nạ khô và cho vào hỗn hợp này. Khuấy một chút xíu cho mặt nạ nở ra. Đây rồi. Vậy là có mặt nạ để đắp nhé. Giờ thì đắp mặt nạ lô hội lên mặt. Dễ chịu quá. Chắc để vậy khoảng 10 phút là ngon lành. Chị ơi, em này. Chị vẫn còn là quái vật à? Ôi giời ơi, đúng là cái đồ nhát cái. Thế mà cũng sợ. Nhưng này, da mình đã mịn như mông em bé rồi. Mình sẽ đắp lên mặt thằng bé chơi. Chuẩn thôi. Công trình của cuộc đời mình gần hoàn thành rồi. Chỉ cần trộn những chất lỏng này lại thôi. Mình thích làm việc với bố. Bố rất vui tính. Cái này nhìn y như bố vậy. Mặc dù tóc cần trông độc đáo hơn. Giờ đến phần khó khăn rồi đây. Mọi thứ sẽ dễ bị hỏng lắm. Gần xong rồi. Ôi không, mình làm gãy bút chì rồi. Bố ơi, không phải lúc này, bố đang thử làm nhà khoa học điên đây. Ủa, bút của con bị sao vậy? Bố có ý này. Và đó là ý tưởng thiên tài đấy. Khoa học có thể sửa cái này. Đây sẽ phải là thí nghiệm tuyệt vời nhất của mình. Xong rồi. Nóng quá. Đây là công việc của tay robot. Giữ chắc nhé. Đỉnh quá. Đẹp ghê. Đi du lịch thôi. Thật chưa ạ? Mình thích trò này. Sẵn sàng chưa con yêu? Nhảy qua nào. Chúng ta đang ở đâu vậy?
Nhìn những con ngựa đó kìa. Nhìn những con quái vật kìa, cứu với. Đúng là những thứ bố cần. Lấy nó và chúng ta có thể phắn rồi. Ra khỏi đây thôi. Bố sẽ lấy cái này. Chúng ta làm được rồi. Con thích chuyến đi của chúng ta. Ok, làm việc thôi. Đưa cho bố lõi mực. Tuyệt vời. Bố sẽ đặt lõi mực vào khuôn nhựa này. Sau đó, bố sẽ đổ nhựa epoxy của người ngoài hành tinh. Bố cần chắc chắn là sẽ phủ lên hết lõi mực. Giờ thì thêm chút kim tuyến. Giờ bố cần để nó cứng lại. Bố sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Cây bút hoàn hảo. Đây là cây bút tuyệt nhất. Giờ con có thể hoàn thành bức vẽ rồi. Tiệc cháy quá đi mất. Anh ấy đẹp trai quá. Này, em nhảy đẹp thật. Ôi trời ơi. Gì vậy trời? Cậu ấy có cái gì mà mình không có? Hay là mình phải hất tóc nhiều hơn? Em nhảy giỏi thật đấy. Sao mà không hất được? Thật là bất công. Không phải lỗi của mình. Tại tóc không dài ống ả thôi. Cậu có ổn không? Sao thế? Ước gì tôi có tóc đẹp như cậu. Đây á? Chỉ là kiểu tóc thôi. Để tớ giúp cậu. Chúng ta sẽ phải bỏ dây ra đã, rồi buộc cao ở trên đỉnh đầu này. Làm đuôi ngựa cho năng động gái ơi. Sau đó, chúng ta kéo hai bên lên. Dùng một cái dây khác để buộc tóc xung quanh đuôi ngựa ban đầu. Buộc chặt một chút xíu nha. Cậu hợp kiểu tóc này lắm á. Thấy sao hả gái ơi? Trời đất, tóc tớ thật á. Cảm ơn cậu nhiều, cậu là số 1. Đi nào, nhảy thôi. Em về rồi à? Wow, đêm nay quẩy hết mình nhé. Hất tóc đi gái ơi. Woo! Mấy nàng ơi, cẩn thận chút đi. Trông y như kem thật luôn. Mong là ok là. Đi nào. Mình phải tỏ ra chuyên nghiệp. Hai, em đến thăm phạm nhân. Ok, nhưng cậu biết quy định rồi đấy. Cấm mỹ phẩm. Vâng, em biết. Gì đấy? Nói xem. Chỉ là kem que thôi hả? Ok. Trông ngon nhỉ. Cho chị một que được không? Ôi, em quên sư mất. Cảm ơn. Ngon hết sể em ơi. Chị muốn ăn thêm không ạ? Em lấy cái này cho em đi ạ. Đi đi cho tôi ăn. Yes. Nè, xem tớ có gì cho cậu này. Kem que à? Không, đừng có ăn. Nhìn bên trong ý. Wow, sơn móng tay. Còn tuyệt hơn kem que nữa. Muốn giúp cậu chút thôi. Wow, mình rực rỡ quá. Hợp tớ lắm luôn. Còn gì tuyệt hơn bộ móng tay vừa mới làm xong chứ? Vậy hơi khó đó nha. Mình không muốn làm hỏng móng đâu. Thôi nào. Móng giả cũng cong được hả bà con? Kylie ấy ơi, giờ cậu muốn gì nữa hả Julie? Lại đây với tớ đi. Tớ đang cố ngủ tí mà. Đưa đây cho tớ. Sao mà cậu lại lắc dữ vậy hả? Cảm ơn gái nha. Trả đũa gấp 100 lần nè. Dọn chỗ nào bà con? Vì chúng tớ sắp làm một bộ móng siêu to khổng lồ đây. Có đúng 100 cái móng ở đây nè, đủ màu luôn. Không biết mình có gắn được hết không nhỉ? Thử nói biết ấy mà. Cậu sẽ cần nhiều cái này lắm đấy. Bắt đầu màn làm móng huyền thoại thôi nào. Khó cầm thật đấy. Để tớ. Một móng nè, bây giờ là một đống móng nữa. Mong là móng của cậu chịu được. Còn chưa xong một nửa luôn đấy. Cậu có thấy ổn không gái? Kylie ơi, tay tớ cứng ngắc luôn rồi. Giúp tớ với gái ơi. Coi như cả tạ luôn ý. Được rồi nè. Sao mà sống thế này được chứ? Còn đến 50 lớp nữa đó nha.
hai bên phải đều nhau chứ, đúng không nè? Gần xong rồi. Tiếp tục nào. Và xong xuôi. Để xem mọi thứ ra sao nào. 100 lớp móng tay giả nè bà con ơi. Nãy giờ sung quá nên tớ đói ghê. Tớ cũng đói. Thôi nào, nhấc lên đi, tay lên. Julie ơi, tớ mới ăn được có 2 miếng à. Đấy, có ai ngờ được nhở. Làm tớ nhớ đến... Từ từ, Kevin rủ tớ đến một bữa tiệc. Cậu phải đi đi. Ước gì Kevin cũng mời tớ đi tiệc. Tớ muốn được nhảy trong vòng tay ấy. Tớ đi cùng được không? Như thế thì không. Nhưng tớ không biết trang điểm. Cứ để tớ lo, Ava. Hầu như đồ make up nào tớ cũng có. Lột xác thôi nào. Được, ok. Nhưng tớ cũng có luôn nè. Ta-da. Có cọ này. Ổn chứ? Thì cũng tạm thôi. Gần đây tớ thích dùng bút chì. Đánh khối làm thay đổi cả khuôn mặt. Dù lúc đầu trông có hơi kỳ quặc. Xong chán rồi. Giờ thì tới màu sáng hơn. Phần này quan trọng lắm nha. Giống như sơn vẽ mặt ấy nhỉ. Và giờ thì đến phần tán màu trong chương trình này. Đó, vậy là được. Wow, tớ cũng muốn thử. Dọc phần gò má hả? Dễ như trở bàn tay. Chuẩn, bên dưới mắt này. Cậu hơi bị mạnh tay đấy. Giờ tán ra đúng không? Yeah. Wow. Chắc cậu nên luyện tập kỹ thuật này đi. Nhìn tớ lộng lẫy đấy chứ. Đi nhá. Ừ thì đi. Còn nhớ phần trước chứ? Giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra nhé. 100 lớp đi ạ. Ồ, như thế phải làm à? Một lớp đầu. Mong là trông mình không giống tên hề. Ôi trời, trông hơi bị ghê luôn đó. Ôi, chuyển sang thợ son thứ hai. Lãng phí hết cả đống son quý giá. Cẩn thận với mắt. Thỏi cuối cùng. Mỏi tay quá. Tiếp tục nào. Nhìn cái khỉ gì hả? Trời ơi là trời. Ê, trông cậu giống viên M&M. Mình có trò hay rồi đây. Nói kẹo đi. Thôi nào, gì mà căng. Nào. Trông mình đúng là giống cái M&M. Đồ mới là tuyệt nhất. Bạn sẽ cảm thấy mình là một người hoàn toàn mới. Nhưng những thứ cũ kỹ này có thể gây rắc rối. Đấy. Hiểu ý mình rồi chứ? Giờ sao đây? May mà mình còn một đôi nữa. Thử lại lần nữa nhé. Nhẹ nào. Nhẹ thôi. Xui tận mạng hay sao vậy trời? Còn đôi này thì sao? Tinh tinh tinh. Chúng ta có người chiến thắng. Mày bị gì vậy móng tay? Mình bỏ cuộc. Còn đôi cũ này thì sao nhỉ? Không thể tin được. Chưa gì thấy không được rồi. Mấy cái lỗ này to quá. Chà, trúng số rồi. Nào, gom đồ rồi chuồn thôi. Còn gì quanh đây không nhỉ? Hoa tươi sao?
hoàn hảo để tặng cho người yêu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó kìa. Của mình. Mấy người này hẳn là giàu lắm. Mình không chỉ có một mình. Sao lại khóc vậy? Quần tất của tôi cứ rách vì bộ móng ngu ngốc này. Gì chứ? Tôi có một đôi hoàn hảo đây. Thấy không? Của cô hết đấy. Nhưng ngón tay của tôi. Thế thì đeo găng tay đi. Bắt lấy. Găng tay, đúng rồi, cảm ơn. Hey, đeo vô cực kỳ thuận lợi luôn này. Còn kéo lên được nữa, thấy không? Cảm ơn nhé, chân mình nhìn đẹp đúng không? Tên trộm này biết dùng đồ nghề ghê. Cô biết gì không? Mấy bông hoa này đẹp như cô vậy. Cảm ơn nhé. Đợi đã. Phải đi thôi. Quay lại đây. Đã có nước nóng rồi, pha súp ăn thôi. Thèm ăn món này cả ngày nay rồi. Thơm ngon và dễ chịu cả người. Để xem có gì trên TV không nào. Kênh khác thì sao? Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tham quan nhà mới nhé. Đây là phòng tổ chức tiệc nè, có DJ 24/7 luôn. DJ, hẳn là vui lắm nhỉ. Hả? TV của mình lại dở trứng rồi, ôi trời. Và đây là văn phòng của tớ với PC mới và vô lăng chơi game. Chuẩn rồi, mình là số 1. Khi mình cần thư giãn sau một ngày bận rộn, mình thích ngâm bồn. Wow, nóng. Và khi mình muốn đi ngủ, mình chỉ cần phủ tiền lên người thôi. Trời, thôi tốt nhất không xem nữa. Ước gì đời mình cũng sung sướng như thế. Giờ thì mình phải tắm vì dây súp đẩy người. Ước gì mình cũng có bom tắm sủi bọt. Trà mình bằng cái bọt biển thô cứng này. Ôi trời, lại còn làm rơi xà phòng nữa. Ủa, xà phòng đâu rồi? À đây rồi, quay lại đây. Mình cứ không ngừng nghĩ đến bom tắm đầy màu sắc. Mà khoan đã, mình nghĩ ra cách hay rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu với một cái bát rỗng, rồi lấy muối nở. Đổ muối nở vào bát nè, chắc đủ rồi đấy. Giờ thì thêm cả acid citric nữa. Tiếp theo, một chút dầu dừa, thơm dễ chịu quá. Giờ đánh đều hết cả lên với lòng đánh này. Chỗ bột này sẽ vón cục một chút, được rồi đấy. Mình có một cái bát lớn và nhiều bát nhỏ xíu nè. Mình sẽ cho phẩm màu vào để tạo màu đẹp. Khuấy lên cũng hơi khó đấy, khuấy lâu chút vậy. Giờ thì đến khay silicon. Không thể quên cái bát trắng được, nó có khuôn riêng nè. Mình sẽ múc bột vào trong khuôn xinh xắn này. Ok, mình còn muốn thêm một chút màu sắc nữa. Và rồi mình sẽ phủ thêm bột trắng lên trên. Được rồi, và nén xuống chút nhé. Và mình sẽ xịt nước sát khuẩn lên trên cho nó cứng lại. Ok là, lấy ra khỏi khuôn được rồi đó. Và giờ, mình đã có bom tắm đá mây rồi. Bom tắm này còn tuyệt hơn, vì mình tự làm mà. Thả vào bồn nào. Bọt và bong bóng sủi lên kìa. Nhìn kìa, màu cầu vồng đang tan ra đẹp quá. Nhìn mấy màu này dễ chịu ghê. Thật may vì mình đã đánh đổ súp. Hôm nay vui quá. Bôi son bóng rồi. Và bộ đồ này quá là xịn. Nhưng mà điều ngầu nhất nằm ở bước cuối. Sao bút kẻ mắt nước khó vẽ quá ta. Chịu đấy. Elsa. Sao vậy? Không vẽ mắt được chứ gì. Đừng lo nha. Tớ sẽ giúp cậu trong 3 giây. Đừng chớp mắt đấy nhé. Ngứa mũi quá. Elsa. Tớ tưởng tớ hát gì rồi chứ. Báo động giả thôi. Ok. Trời. Không biết tớ bị gì nữa. Lạ ghê. Tớ không biết cậu cắm hoa trong nhà ấy. Eo ơi. Ôi không. Tớ phải uống thuốc dị ứng thôi. Như vậy thì mới ngừng hát gì được. Chưa gì đã thấy ổn hơn rồi. Giờ nhìn thẳng tới này. Tay tớ đã vững lắm rồi đó. Quay nào. Đã xong nhá. Nhìn đỉnh lắm. Tớ phải nghe điện đây.
sợ quá. Phải tẩy cái thứ khủng khiếp này ngay thôi. Nước tẩy trang của mình đâu nhỉ? Phải hiệu quả đó nha. Ok. Nhìn giống mình lại rồi nè. Nhưng mình vẫn phải trang điểm cơ. Thuốc của Elsa kìa. Có không giữ mà đừng tìm nhé. Tất cả những gì mình cần là một miếng nhựa, một giọt keo, một cây tăm bông cắt đầu. Tuyệt. Bắt đầu xử lý vụ này nhé cả nhà. Nhớ để nó khô hẳn nha. Đến lúc vẽ mắt rồi. Chỉ cần tô mực lên đây thôi. Và trước khi nó khô, hãy áp vào đuôi mắt nhé. Wow, đuôi mắt cực hoàn hảo luôn. Chỉ cần tô thêm vài nét nữa thôi. Xin chào gái xinh. Mình chưa từng cháy thế này bao giờ cả. Woohoo. Ướt như chuột lột rồi. Người ướt nhem. Xem tóc tai này, cả cái mặt nữa. Mưa to như chút nước ấy. May mà mình nhớ mang theo ô. Đời thật bất công. Ôi trời ơi, sao vậy trời? Mưa làm tớ tàn tạ luôn đây nè. Khổ thân. Tóc cậu thực sự cần phải sấy khô đó. Nè, chờ chút nhé. Tớ mới nghĩ ra cách này hay cực. Nhìn này, máy sấy tay ở ngay kia. Cúi đầu xuống dưới đi. Kiểu gì cũng hiệu quả, tin tớ đi. Tốt, đúng rồi, để máy sấy tóc cho cậu. Đỉnh quá, tóc tớ khô rồi này. Đó, đã bảo mà. Lại xinh xắn rạng rỡ rồi.